Bây giờ thật sự bình tĩnh thì mới nên được khỏi đây. Ủa, con rắn nó cứ nhìn em ấy. Có nhìn kệ nó, để ý, đừng để ý con rắn nữa. Bây giờ để anh để ý con này. Chết rồi, đấy, chết rồi. Hả? Đèn sập sập bên này. Hả? Bình tĩnh, đèn sập rồi. À, rồi, được. Hiện tại thì ba anh em mình đã ngồi nghỉ một lúc khá là lâu rồi mọi người. Bây giờ chỉ có đợi hai Quang với lại Cú Song ổn định lại rồi thì anh em mình có thể là đi tìm cách đi ra khỏi cái khu vực này thôi. Và ở bên dưới kia thì anh em mình còn bao nhiêu là đồ ở bên dưới đây nữa. Thật sự là bây giờ là phải tìm cách lên thôi. Hai thằng đã thật sự ổn định lại chưa? À, Quang sao rồi? Em bộ đó. Đấy. Em đỡ nãy em không nhớ chuyện gì luôn. Sao mày ngất ra? Anh thấy mày kêu lên mày bảo là thấy cái gì đấy xong bắt đầu là mày tự yên mày như thế. Mẹ thật sự là rất là mệt. Quá mệt mỏi luôn mọi người ạ. Em thấy em nhìn vào cái khe kia em thấy cái đầu nhô lên mà tóc nó dài. Chỗ nào? Chỗ khe kia. Khe nào? Thì mày toán toàn người ta nồn nát thân tính trong bắt đầu là bây giờ cứ như này, bây giờ ở trong này như này thì chết rồi. Mày nhìn thấy ở chỗ nào? Có như khe kia kìa. Đâu? Tao ra tao xem. Em đang nhìn tự nhiên đầu nó ui ôi, cái gì ấy? Chị anh ơi. Cái gì ấy? Em... mình như con rắn phì ở đâu nhá. Xem nào. Về em nhìn. Ui ôi. Mẹ mày con này nó đã ở đây rồi. Con hùng mang anh ơi. Ui ôi chết rồi mọi người. Ui ôi. Nó đâu đây? Nó lại ở cái chỗ cũ này rồi xong rồi. Ôi con hổ mang kìa. Chết rồi. Nãy không thấy nó bao giờ tự nhiên nó. Ôi vừa mất rồi mà bây giờ nó lại xuất hiện đây rồi mọi người. Tự nhiên nó hiện ra rồi. Ôi. 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 Kinh lắm anh ơi. Ôi. Kinh lắm. Bây giờ hai thằng bình tĩnh đi xem nào. Ôi. Hai thằng bình tĩnh đi xem nào. Bây giờ ra kiểu gì? Bây giờ. Xong rồi. Thằng kia, ôi dồi ôi, anh một mình tĩnh đi xem nào. Chết rồi. Xem là... con nối nó ra nữa không, nó khác không? Mẹ mới ra được con nối. Ôi, ôi. Cái gì đây? Cái gì? Ôi. Thằng này làm sao nhỉ? Ôi. Cái gì? Ôi, có cái bàn tay kia kìa. Đâu? Ôi. Ôi. Thôi, tôi bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh. Khổ thật đấy. Đâu, làm gì đấy, xong rồi. Bình tĩnh. Chỗ nào? Bình tĩnh. Có cái bàn tay ở kia kìa. Làm gì đấy? Ôi anh ơi. Sao mà? Bình tĩnh chứ nào. Đánh nguyên em xem còn nối nào ra không? Đi. Bây giờ cao lên làm sao được? Bây giờ thì phải cố gắng thôi. Mà bây giờ này cái đường lên này là lại phải phát hiện ra con rắn này. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm đấy chứ đùa đâu. Nó nấp sau cái mảng đá kìa anh ơi. Cẩn thận nhá. Về đi anh ơi. Đi về đi xong rồi lên đi. Lên đi. Bình tĩnh lại. Đi lên. Bình tĩnh lại. Anh nhìn con rắn kia không nó ấy. Nó mổ đấy. Bình tĩnh đi lên. Hết sức cẩn thận. Mày bớt run đi nào. Bớt run đi. Con rắn nó cứ thở phì thôi. Bình tĩnh thôi. Mày có lên được không? Ôi chân nó run như vậy á. Đợi. Bình tĩnh, để cho nó ngồi xuống đã. Để nó ngồi xuống đây. Ngồi xuống bình tĩnh đi xem nào. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Cẩn thận nhá. Anh bảo bây giờ bình tĩnh. Thằng Quang ngồi đỡ đã. Nhưng mà trời ơi, em sợ lắm. Ngồi nghỉ đi ấy thôi, lên nhanh mặc về để nhớ. Mày đi làm sao được? Bây giờ chân mày rung như cái kia thì nên làm sao được? Chân nó run như vậy rồi bây giờ chân lên. Run như này thì không lên được. Nghỉ một tí đã. Bình tĩnh. Từ để anh xem là có cái nối nào lên được không hay là chỉ có một cái nối này thôi. Ủa anh ơi. Cái gì anh? Đằng sau cái chỗ cái rắn cái nối lên có hang hay sao phải không? Làm gì có. Mắt mày thì chắc mắt mày lại mờ chắc.
Em thấy con hóp ở đấy đấy. Thằng này bình tĩnh xem nào. Cái gì đấy? Cái gì? Cái gì? Bình tĩnh, xong, bình tĩnh. Anh xin mày đến xong ạ. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi. Anh xin mày đến xong ạ. Ở bên dưới đây chắc chắn là có một cái điều gì đấy nên là nó đang đánh lừa cái giác quan của anh em mình mọi người. Mày ngồi đây để anh cho xem. Thôi nhưng mà giờ lên đi anh ơi, ở đây em sợ lắm. Bây giờ chân mày, bây giờ anh nói em này, bây giờ chân run như thế kia thì nên làm sao được? Thằng Quang đã ổn định hẳn lại chưa? Anh ơi. Cái gì? Em vào đây soi xem hình như trong này có lối đi thôi. Đâu xem nào. Em thấy sâu lắm. Bình tĩnh con rắn này này. Bình tĩnh con rắn này. Bình tĩnh con rắn. Con này nguy hiểm lắm. Cái sức cẩn thận của mình con rắn này này. Để ý nhá, Quang để ý con rắn này. Xong cái run như kia thôi chứ. Thằng này bình tĩnh xem nào. Thôi anh của mày bình tĩnh nhá, bây giờ bình tĩnh. Mày mà không bình tĩnh là chắc chắn là không bao giờ ra được khỏi đây đâu em. Thôi anh đừng nói thế, nó lại run đấy. Bình tĩnh. Chết dở, một bao nhiêu cái nguy hiểm. Hiểu, một bên là con rắn này, một bên là một cái núi. Liệu đây có phải núi ra không? Ui. Cái gì đấy? Phi anh ơi. Bình tĩnh. Nó bắn độc bây giờ ấy. Bình tĩnh. Ui. Thôi, mình trả đi anh nói. Mày điên à? Thằng Quang, giữ yên nó, để anh xem là bên dưới đi. Anh đi tìm xem có núi khác không đi. Để anh xem cái núi này ra được không. Để xem cái núi này ra được không. Cái núi này thì không biết có ra được không này. Ui. Anh nghĩ là có. Ui cái gì đấy. Ui. Cái gì đấy, có cứu cái tiếng động gì đấy. Đá rơi sao đây. Bình tĩnh thôi. Sợ rồi anh ơi. Thôi ra đi anh ơi. Bình tĩnh, thằng kia bình tĩnh thế nào. Ôi, mày từ. Giờ ngồi đây. Từ. Và cái núi này thì nó nhỏ quá. Núi này nhỏ quá không thấy đâu. Ôi, con rắn nó phi anh ơi. Ôi, bình tĩnh thế nào. Con rắn nó phi. Bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh. Ôi, nó đứng đâu đây nữa kìa. Bình tĩnh. Sao mày từ mày đừng run nữa nào. Bình tĩnh. Ôi, nó lạnh lắm rồi anh ơi. Nó lạnh lắm rồi. Thằng xong bình tĩnh. Xong. Bình tĩnh. Thôi bây giờ như này, anh em mình bắt buộc phải ngồi nghỉ một lúc nữa thôi. Bây giờ mà con ổn định này. Ôi thôi, con rắn nó cứ nhìn bọn em thôi anh ơi. Đừng lạnh nữa, ui người nó lạnh đơ đấy rồi anh ơi. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh mới lên được. Bây giờ phải bình tĩnh thì mới lên được cái chỗ khu vực này. Bây giờ mà không bình tĩnh là không thể lên được. Đèn càng ngày càng mờ đi rồi. Chết rồi, đèn càng ngày càng mờ đi rồi đấy. Rất là nguy hiểm. Thằng Song bình tĩnh lại, ngồi cẩn thận. Thằng Quang đỡ nó ngồi lên cẩn thận. Mẹ mày không được rục riệm kiểu vậy. Ngồi cẩn thận thế nào? Ngồi ngay ngắn đi xem nào. Cho nó bình tĩnh người ngậm đi xem nào. Chết trời. Bình tĩnh. Mẹ mày hết thằng này đến thằng khác. Mẹ mày giờ phải tìm cách để kiếm cái núi ra. Tìm cách để kiếm núi ra chứ bây giờ này. Cái gì ấy? Mẹ bây giờ thì bây giờ chỉ có mỗi cái núi này lên được thôi. Vừa chỉ có núi anh em mình xuống kia thì là lên được thôi chứ còn đâu không còn một cái núi nào khác nữa. Không có núi nào. Núi này bé thì không chỉ chui được vào rồi. Ôi anh ơi. Cái gì ấy? Có ai ném đá anh ơi. Ai ném đá? Ôi là đá núi nó sập thế hả anh? Thôi. Bây giờ nó sập xuống. Bình tĩnh. Thằng kia bình tĩnh đi để anh tìm cách ra. Ôi nhưng mà anh ơi. Bây giờ nhá, bây giờ bình tĩnh chứ nào. Bây đấy. Giờ nhá, bây giờ anh bảo này. Bây giờ thì chắc chắn là chỉ có một cái núi này để lên thôi. Chắc chắn là chỉ có một cái núi này lên thôi. Nghe chưa? Nghe rõ không? Nên là bây giờ là hai thằng phải bình tĩnh nhá. Đi. Bình tĩnh để lấy đi lên cái núi này. Đi lên núi kia. Mà ở cái chỗ này, cái hốc này này rất là khó lên. Mà nôi thôi là rất là nguy hiểm. Mà trượt chân mà ngã xuống đây là chết. Hiểu chưa? Đầu em giờ choáng lắm rồi anh ơi. Bình tĩnh đi. Khổ lắm, bây giờ thì ba anh em mình ở đây mà bây giờ mà đèn mà hết điện phát này nữa là chỉ anh em mình chỉ có mà toàn coi. Trời càng ngày càng tối rồi anh ơi. Trời thì càng ngày càng tối rồi. Thôi ra đi. Mày từ từ nào, mày bình tĩnh không? Em đi rồi. Bây giờ nhá, em càng hoảng thì càng không ra được khỏi đây. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ cứ phải bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Phải để ý con rắn đấy, cẩn thận. Ôi sao anh ơi. Sao đầu em nó giật. Bình tĩnh. Anh nó sốt, nó cảm thấy sao em tính người nó lạnh lắm. Anh nói này, bây giờ vào trong đây là vừa nãy là nó có một cái ảo giác ấy. Nó có ảo giác biết chưa. Nó có ảo giác nên là nó sợ như thế thôi. Bây giờ thì
anh em mình phải đi tìm cách đi lên, đi lên. Rồi. Cố lên. Bây giờ thằng này phải bình tĩnh thì mới lên được. Bình tĩnh. Rồi. Đỡ đỡ thằng Quang đỡ em nó lại. Đỡ em nó lại. Giờ bình tĩnh thì mới lên được. Bây giờ thật sự bình tĩnh thì mới lên được khỏi đây. Ủa con thằng nó cứ nhìn em anh ơi. Tìm lối đi lên. Đi lên nhanh, khẩn trương. Cẩn thận nha. Chỗ này thì lên làm sao nữa? Trời ơi, cái vách này bây giờ nó cái chỗ này. Cẩn thận con rắn này. Cẩn thận con rắn. Hết sức cẩn thận. Thằng này bình tĩnh xem nào. Xong rồi chào nó kia thì nào. Thằng này anh nói với mấy này hai thằng này phải hết sức bình tĩnh để đi ra khỏi cái chỗ này. Nhưng không mà được, anh ơi, không được khoảng. Mày treo nó đấy thì nào? Đâu? Chân em giờ run lắm rồi, em không bước. Bình tĩnh. Khổ nhỉ. Cẩn thận Quang, cẩn thận. Cẩn thận con rắn đấy. Con rắn này, con rắn này không phải là rắn bình thường đâu. Con này anh nghĩ là con rắn này không phải bình thường đâu. Vừa nãy là tự nhiên mất tích xong bắt đầu bây giờ nè. Giờ là lại thấy tự nhiên lại thấy xuất hiện ở đây là không phải rắn bình thường đâu. Đấy. Chân em run lắm rồi em. Nó cứ nhìn thằng Quang thôi. Bây giờ. Sao nó cứ nhìn em thôi anh ơi? Thôi cản nó đi, cản nó. Bây giờ nó nhìn cứ nhìn đi. Giờ lên kiểu gì được? Vừa bọn anh xuống kiểu gì? Bây giờ nhá. Vừa nãy thì xuống núi này tìm cách xuống này. Bây giờ đã xuống được là phải lên được. Run. Bình tĩnh thôi. Bây giờ thằng xong. Bình tĩnh lại. Bây giờ đi lên đi tìm lối lên. Bây giờ anh là người đi lên sau. Đây lên sau chào nó này được không? Bình tĩnh thôi. Sao mày không phải để ý con rắn làm gì cả. Để ý lối lên đi cả. Để ý lối lên đi. Xem cẩn thận nhá. Ui ôi, con đá này nó nứt này. Cẩn thận đấy, cẩn thận nó sập cái chỗ này xuống này. Nó sập cái chỗ này xuống này. Cẩn thận. Thằng Quang để ý con rắn. Để ý con rắn. Thằng xong cái để ý cái lối này xem là có lối nào lên được. Bình tĩnh thôi. Thằng Quang vừa để ý con rắn vừa đỡ xem là lối nào lên được. Trời ơi. Sang bên kia kìa, sang kia đi vào cái vách kia kìa xong rồi à. Không lên được. Anh nhìn cái vách bên này thì không lên được. Đấy, đi cái vào cái hướng chỗ xong ấy. Mày cái bình tĩnh xem nào. Mẹ muốn chết rồi. Bình tĩnh thôi. Lên được anh ơi. Bình tĩnh. Tìm mọi cách để lên thôi. Tìm mọi cách để lên, không thể như này được. Không thể ở dưới này được. Sắp tối rồi sao ấy? Vừa nãy là xuống được là bây giờ là kiểu gì cũng phải lên được. Sắp tối rồi sao ấy? Sắp tối rồi chứ còn gì nữa, bây giờ bao nhiêu đồ đạc ở bên ngoài kia đây này, chưa. Sao con rắn nó cứ nhìn em thôi. Cũng lên được anh ơi. Tìm cách lên đi xem nào. Khổ thật đấy. Nó cứ nhìn em nó cứ nhá. Chết rồi. Ôi chết rồi. Cái gì? Em mát rồi. Thằng cụ Quang gỡ gỡ. Ui. Gỡ cho nó. Ê. Ở đâu. Đi yên nào. Đi yên thật. Kẹp tay anh. Mày đừng công nữa, kẹp tay anh. Đừng cưa nữa. Bây giờ kẹp cả hai thằng vào đấy bây giờ. Nó kẹp tay em đây à. Trời. Đau. Đâu vậy? Trời ơi. Bao nhiêu cái sự nguy hiểm nó đã đang rình rập vào đây rồi mà. Để anh cởi giày ra mà chúng ta đã xem có được không nhá. Ây.